Đã 18 năm trôi qua kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt, bạn ấn tượng nhất với mẫu iPhone nào? Liệu mẫu iPhone mới nhất có còn khiến bạn ngạc nhiên? Với tôi thì không còn kỳ vọng gì nữa. Theo quan điểm của tôi, Apple đã qua thời kỳ hoàng kim từ lâu, giờ đây chỉ đang hưởng lợi từ những sáng tạo trong quá khứ. Trong nhiều câu chuyện, sự ra đời của iPhone giống như một ngôi sao sáng xuất hiện giữa bầu trời đêm, mang đến ánh sáng của công nghệ cho tất cả mọi người, nhưng thực tế không phải như vậy. Việc iPhone ra đời là kết quả của một kế hoạch dài hơi kéo dài nhiều năm, trong đó còn chứa đựng cả những yếu tố bất đắc dĩ. Vào khoảng năm 2005, chức năng chụp ảnh và phát nhạc bắt đầu phổ biến trên điện thoại di động. Điều này mang lại sự tiện lợi cho người dùng, nhưng cũng khiến Apple nhận thấy mối đe dọa. City Jobs khi đó đã ý thức được rằng xu hướng này sẽ thu hẹp không gian sống của Apple. Để tiếp tục tồn tại, ông quyết định chủ động tiến vào lĩnh vực điện thoại di động. Vì vậy, Apple đã hợp tác với Motorola để tạo ra một chiếc điện thoại, nhưng rõ ràng Apple rất nóng vội. Còn Motorola thì không, chiếc điện thoại này chỉ có thể lưu trữ 100 bài hát và không thể tải nhà qua mạng. Với tính cách của Jobs, chắc hẳn ai cũng đoán được ông không hài lòng. Vì vậy, một đội ngũ gồm hàng nghìn kỹ sư đã nhanh chóng được tập hợp để bắt đầu thiết kế lại chiếc điện thoại từ đầu. Jobs chạy khắp nơi tìm nhà cung ứng, ông chọn Foxconn để gia công, Sony cung cấp cảm biến CMOS, Corning cung cấp kính, nhưng quan trọng nhất, Linh hồn của chiếc điện thoại, còn chip, lại là một vấn đề nan giải, do tìm đến Intel, nhưng Intel không tin vào tiềm năng của Apple và thị trường smartphone, cho rằng nó sẽ không bán được quá vài triệu chiếc, thế là Intel từ chối. Do buộc phải tìm đến Samsung, Samsung khi đó cũng không biết iPhone sẽ ra sao, nên họ chỉ đưa cho Apple một con chip DVD và cứ thế, Apple chắc vá từng linh kiện, dựa vào một đội ngũ phát triển không mấy vững vàng. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2007, chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, màn hình 3,5 in, rất ít nút bấm vật lý, cách tương tác hoàn toàn mới, camera 2 megapixel, tất cả khiến mọi người phải trầm trộ. iPhone không chỉ có thể tải nhạc trực tuyến mà quan trọng hơn, nó đã tái định nghĩa điện thoại di động, mở ra một kỷ nguyên mới, truyền thông gọi nó là chiếc điện thoại của chùa, người tiêu dùng trên toàn cầu xếp hàng dài để mua. Tuy nhiên, dù iPhone nhận được nhiều lời khen ngợi, do vẫn biết rõ những điểm yếu của sản phẩm, thời lượng pin ngắn, không có camera trước, không hỗ trợ mạng 3G, hệ sinh thái phần mềm và phần cứng chưa thực sự hoàn thiện, và để giải quyết tất cả những vấn đề này, trước tiên phải làm chủ được con chip, sau tuyên bố nội bộ rằng để tạo ra một chiếc điện thoại vĩ đại, Apple phải có toàn quyền kiểm soát chip xử lý của mình. Từ đó, con đường tự sản xuất chip của Apple chính thức bắt đầu. Tại thời điểm đó, Apple không có kinh nghiệm làm chip, vì vậy, bước đầu tiên là mua lại một công ty có sẵn công nghệ mạnh và một đội ngũ kỹ sư giỏi. PA Semiconductor chính là lựa chọn hoàn hảo. Công ty này chuyên sản xuất chip hiệu suất cao, tiêu thụ năng lượng thấp thậm chí năm 2007 đã phát triển bộ xử lý 64 bit lõi kép. Đặc biệt, trong đội ngũ kỹ thuật có một nhân vật quan trọng, Jim Keller, được mệnh danh là hiệp sĩ Silicon. Ông có khả năng vực dậy bất kỳ công ty nào mà ông tham gia. Tôi đã làm riêng một tập để nói về ông ấy. Tổng thể mà nói, PA Semiconductor chính là mục tiêu mua lại lý tưởng, xác định được điều đó. Do Thân mời nhà sáng lập của PA Semiconductor đến nhà riêng để thảo luận. Cuối cùng, Apple mua lại công ty này với giá 278 triệu đô la Mỹ, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Chiếc iPhone đầu tiên chỉ giải quyết vấn đề có hay không, trong 2 năm tiếp theo, Apple liên tục cải tiến với iPhone 3G và iPhone 3GS, nâng cấp camera, thêm áp sổ to, hỗ trợ mạng 3G, đồng thời hợp tác với China Unicom để tiến vào thị trường Trung Quốc, thị phần của Apple từ không tăng lên 16%, doanh số điện thoại vượt 30 triệu chiếc, biến Apple thành công ty tiềm năng nhất thế giới. Mọi thứ đều cho thấy rằng mỗi thế hệ iPhone đều vượt trội hơn thế hệ trước. Nhưng lúc này, chip xử lý vẫn là con chip Hamming bất của Samsung, tuy nhiên, tình trạng này nhanh chóng thay đổi. Vì năm 2010 đã đến, năm mà một chiếc điện thoại mang tính biểu tượng chuẩn bị ra mắt. Ngày 11 tháng 9 năm 2010, iPhone 4 ra đời, máy có khung kim loại và kính, độ dày chỉ 9,3mm, được gọi là chiếc điện thoại mỏng nhất hành tinh, màn hình Zetana, camera giá trước 300.000 pixel, Camera sau 5 megapixel, hệ điều hành iOS 4.0 với giao diện mô phỏng thực tế, tính năng trượt đề mở khóa và cảm biến con quay hồi chuyển ba trục, giúp nâng tầm trải nghiệm chơi game. Đến nay, thiết kế thẩm mỹ của iPhone 4 vẫn không hề lỗi thời. Nếu chiếc iPhone đầu tiên đã tái định nghĩa điện thoại, thì iPhone 4 chính là sản phẩm tái định nghĩa iPhone. Quan trọng hơn cả, đây là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng chip tự thiết kế của Apple, A4. Còn chiếc này được sản xuất trên tiến trình 45 nanomet của Samsung, dung nhịp đạt 800MHz, dù vẫn là một phiên bản cải tiến từ chip Hummingbird của Samsung, nhưng hiệu năng trên iPhone cực kỳ ấn tượng, được mệnh danh là chip xử lý đơn nhân mạnh nhất thế giới. Kể từ A4, mỗi năm tại sự kiện ra mắt iPhone, còn chip đều trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất. Apple cuối cùng đã làm chủ được công nghệ chip trong vài năm tiếp theo, hãng từng bước đạt được những thành tựu lớn với dòng chip ACG. Sau khi thành công với A4, Apple lại tiếp tục mua một công ty khác để đặt nền móng cho A6, dự kiến ra mắt sau 2 năm, trong khi Apple đang âm thầm nghiên cứu và phát triển, thị trường smartphone cũng đang trải qua những thay đổi mang tính cách mạng. Lấy cảm hứng từ iPhone, HTC đã ra mắt chiếc điện thoại Android đầu tiên trên thế giới, mài dù phát triển M8, Xiaomi được thành lập. Còn Samsung thì chuyển đổi từ điện thoại phổ thông sang sở smartphone với dòng Galaxy. Các thương hiệu Trung Quốc như ZTE, Huawei, Lenovo cũng gia nhập đường đua, khiến thị trường sở smartphone ngày càng chật trôi. Cùng lúc đó, thị trường chip cũng sôi động không kém, khi Apple ra mắt dòng ACG. Quan cũng tung ra dòng xí nắp đầu ra gần SCG, Samsung thành lập Exynos, còn Huawei và MediaTek âm thầm phát triển chip riêng, thậm chí NVDA cũng bày tỏ tham vọng bước chân vào cuộc chơi. Tháng 1 năm 2010, NVDA ra mắt TGZ2, lần đầu tiên đưa chip smartphone từ thời kỳ lõi đơn lên đa lõi. Ngay sau đó, Samsung và Qualcomm nhanh chóng theo kịp xu hướng, khác với sự cầm chừng ngày nay, lúc đó các hãng liên tục đẩy mạnh đổi mới. Apple cũng không đứng ngoài cuộc, chỉ một năm sau, iPhone 4S ra mắt với chip A5 sử dụng kiến trúc am hoàn chỉnh, sản xuất trên tiến trình 45 nanomet của Samsung. Sau nâng cấp lên 32 nanomet, A5 có hiệu năng CPU gấp đôi và GPU mạnh hơn 7 lần so với thế hệ trước, đánh dấu bước tiến vượt bậc. Với hai thế hệ chip liên tiếp, Apple đã chứng minh khả năng thiết kế vi xử lý của mình, đồng thời trở thành kẻ thống trị trong ngành này. Dưới sức mạnh của A5, iPhone 4S thể hiện xuất sắc máy kế thừa thiết kế thẩm mỹ của thế hệ trước, sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, khung viền thép không gì tinh xảo, phím hôm tròn đặc trưng và phối màu đen trắng. Lần đầu tiên, Apple giới thiệu CG, trợ lý giọng nói, tích hợp iCloud, nâng cấp camera lên 8 megapixel. Đây là chiếc điện thoại trong mơ của rất nhiều người và cũng là sản phẩm đầu tiên giúp phần lớn người dùng Việt Nam tiếp cận với iPhone. Có thể nói, vào thời điểm đó, iPhone 4S vượt xa các đối thủ về cả phần cứng lẫn phần mềm. Chỉ sau 3 ngày mở bán, doanh số iPhone 4S đã vượt 4 triệu chiếc và chưa đầy nửa năm sau, con số này chạm mốc 60 triệu, thành công vang dội đến mức không từ ngữ nào có thể mô tả hết. Đáng tiếc thay, City Park không thể chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này, chỉ một tuần trước khi iPhone 4S ra mắt, ông qua đời vì ung thư tuyến tụy, để lại sự tiếc thương vô hạn cho cả thế giới. Sau khi A5 đại thắng, Apple tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng chip, chi 3,9 tỷ đô la Mỹ để mua lại một công ty khác, lần này nhằm mở rộng dung lượng bộ nhớ. Tuy nhiên, phải đến 3 năm sau, trên iPhone 6 với phiên bản 128 GB, hiệu quả của thương vụ này mới thực sự rõ ràng. Nhưng khi Apple đang hừng hực khí thế phát triển thì lại gặp rắc rối lớn, nhà cung cấp Samsung bắt đầu gây sự một cách lộ liễu. Trước khi Apple tham gia vào thị trường smartphone, Samsung đã là nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Nokia. Tuy nhiên, sự ra đời của iPhone khiến Samsung nhận thấy mối đe dọa rõ rệt và hãng nhanh chóng chuyển hướng sang sản xuất smartphone Năm 2010, Samsung ra mắt dòng Galaxy với mẫu Galaxy S1, đạt danh số 1 triệu chiếc chỉ sau 70 ngày. Dù theo tiêu chuẩn bây giờ, S1 khá khiêm tốn với hệ điều hành Android 2.1, camera trước 0.3 megapixel, camera sau 5 megapixel và chip Hummingbird bất 1 GHz không quá mạnh. Nhưng vào thời điểm đó, đây là một trong số ít thiết bị có thể cạnh tranh với iPhone. Sau 4 tháng, Doanh số S1 chạm mốc 5 triệu, giúp Samsung vượt HTC để trở thành ông vua Android. Thành công của S1 mang lại cho Samsung sự tự tin lớn, hãng nhanh chóng đẩy mạnh nghiên cứu và thu thập dữ liệu chi tiết về iPhone, cho ra đời một báo cáo dài 132 trang phân tích đặc điểm sản phẩm của Apple. Báo cáo này chỉ ra rằng iPhone có đến 126 khía cạnh vượt trội hơn so với điện thoại Samsung. Với tinh thần học hỏi không biết xấu hổ, Samsung bắt đầu tham khảo thiết kế của iPhone một cách rõ rệt. Đến Galaxy S2, điện thoại Samsung đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Máy sử dụng chip Exynos do chính Samsung phát triển, camera 8 megapixel, quay video 1080p và được quảng bá là chiếc điện thoại mỏng nhất thế giới, thậm chí còn được mệnh danh là sát thủ iPhone. Đây cũng là thời điểm Samsung bắt đầu chiến lược marketing gắn liền với iPhone. Nhờ đó, S2 gặt hái thành công lớn, đạt doanh số 10 triệu trước chỉ sau nửa năm, gây sức ép nặng nề lên HTC và cả Apple. Nhưng cú sốc Samsung dành cho Apple vẫn chưa dừng lại. Cũng trong năm đó, hãng giới thiệu dòng Galaxy Galaxy Note, tiên phong trong trào lưu màn hình lớn với kích thước 5,3 in, thời điểm đó được coi là quá khổ, đến mức người dùng phải cầm hai tay mới sử dụng thoải mái. Chỉ sau 9 tháng, doanh số Galaxy Note vượt 10 triệu máy, chính thức mở ra kỷ nguyên sở smartphone màn hình lớn. Tuy nhiên, điều khiến Apple thực sự tức giận không phải dòng Note, mà là sự ra đời của máy tính bảng Samsung Galaxy Tab, về cả thiết kế lẫn giao diện, Galaxy Tab không chỉ giống iPad, mà phải nói là giống y đúc, điều này khiến Apple vô cùng phẫn nộ, đến mức họ gửi thư mời Samsung ký thỏa thuận cấp phép sử dụng bằng sáng chế, yêu cầu mỗi chiếc điện thoại Samsung bán ra phải trả phí bản quyền 30 đô la Mỹ, còn mỗi máy tính bảng là 40 đô la Mỹ, nhưng bất ngờ thay, Samsung hoàn toàn phớt lờ yêu cầu này. Kết quả thì ai cũng biết một cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 7 năm giữa hai gã khổng lồ công nghệ chính thức nổ ra. Trước đó, City đã định cảnh cáo Samsung, nhưng Tim Cook đã ngăn lại. Cook là một bậc thầy trong quản lý chuỗi cung ứng, trong khi Samsung là một nhà cung cấp quan trọng, không chỉ cung cấp chip, gia công chip, bộ nhớ cho iPhone, mà trong tương lai còn có thể cung cấp màn hình. Vì vậy, vụ kiện với Samsung cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng dù có kiềm chế đến đâu, cũng không thể nhịn mãi được, thị phần của Samsung đã vượt qua Apple, tiếp tục kiềm chế cũng vô ích cuối cùng, Apple và Samsung vẫn phải đối đầu trước tòa. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cuộc cạnh tranh giữa Samsung và Apple không phải là một trận chiến sống còn, mà là đấu mà không phả, dù sao thì Apple vẫn cần Samsung ra công chip cho mình, còn các bộ phận sản xuất màn hình, bộ nhớ, và chip của Samsung cũng muốn duy trì mối quan hệ tốt với Apple, một khách hàng lớn, dù đôi bên có khúc mắc, họ vẫn phải tiếp tục hợp tác. Năm thứ hai sau khi tìm quốc tiếp quản, iPhone 5 ra mắt, vẫn là một chiếc điện thoại màn hình nhỏ, độ dày chỉ 7,6mm, trọng lượng chỉ 112g, tinh tế hơn nhiều so với thế hệ trước, iPhone 4S, nhờ vào trải nghiệm video và chơi game xuất sắc, iPhone 5, sản phẩm đầu tay của Tim Cook, đã nhận được đánh giá tích cực. Điểm đáng chú ý là iPhone 5 được trang bị cổng kết nối Lightning mang tính biểu tượng, cổng này tích hợp một con chip mã hóa độc quyền của Texas Instruments, mỗi năm giúp Apple kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Cũng từ đây, Apple bắt đầu có những tính toán nhỏ về cách kiếm tiền từ phụ kiện, lấy danh nghĩa là mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Linh hồn của iPhone 5, chip dòng A, tiếp tục có một bước đột phá lớn. A4 vẫn là kiến trúc hòa bất bắt được tùy chỉnh, A5 mua bản quyền kiến trúc từ ARM, còn đến A6, Apple trực tiếp mua tập lệnh và tự phát triển kiến trúc mới, quan trọng hơn. Con chip này chỉ mất một năm rưỡi từ khi bắt đầu nghiên cứu đến khi sản xuất một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. A6 sử dụng tiến trình 32 nanomet của Samsung, tốc độ xung nhịp đạt 1,3 GHz hiệu năng tăng gấp đôi. Dù lúc đó trong hệ sinh thái Android, Samsung và Quan Cam đã sử dụng chip 4 nhân, nhưng A6 với chỉ hai nhân vẫn dễ dàng đè bẹp flagship của hai hãng này. Nếu như ở hai thế hệ trước vẫn còn tranh cái về việc chip của Apple có phải mạnh nhất thế giới hay không, thì đến A6, điều đó đã trở nên rõ ràng. A6 chính là con chip mạnh nhất lúc bấy giờ. Nhờ vào sức mạnh tài chính và hàng loạt thương vụ thâu tóm, Apple cuối cùng cũng thể hiện được lợi thế của mình trên con chip A6. Nhưng đây chưa phải là điểm dừng. Thế hệ tiếp theo, A7 mới thực sự là át chủ bài, một con con chip suýt khiến quân cam điêu đứng. Năm 2013, điện thoại thông minh đã bước vào kỷ nguyên 4 g sau 6 năm đàm phán gian nan, Apple và China Mobile cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận, giúp Trung Quốc có những chiếc điện thoại hợp đồng di động. Cùng năm đó, iPhone 5S cũng bắt đầu hỗ trợ mạng 4 g Về thiết kế, iPhone 5S vẫn giữ phong cách màn hình nhỏ, hỗ trợ cảm biến vân tay nhấn để mở khóa iOS 7.0 với giao diện thiết kế phẳng, cùng với phiên bản màu vàng gold đã trở thành biểu tượng trong lòng nhiều người dùng. Nhưng điểm mạnh nhất của iPhone 5S chính là con chip A7 với kiến trúc 64 bit, bộ vi xử lý 64 bit đầu tiên trên thế giới dành cho điện thoại di động, sử dụng tiến trình 28 nanomet của Samsung, dù xung nhịp không thay đổi, hiệu suất CPU vẫn tăng hơn 70%, GPU tăng gấp đôi, tốc độ xử lý của A7 nhanh hơn 40 lần so với A4 đời đầu, còn hiệu năng đồ họa mạnh hơn 56 lần, với sức mạnh vượt trội này, A7 đã khiến quan tâm chịu trận trong khi các hãng chip bender do liên tục nhấn mạnh số lượng lõi với vi xử lý 8 nhân, Apple đã chọn một hướng đi khác, chứng minh rằng hiệu suất không chỉ phụ thuộc vào số nhân, đây chính là một đòn chí mạng, bị dồn vào thế bí, quan tâm vội vã tung ra bộ vi xử lý 64 bit đầu tiên của mình, sử dụng tiến trình 20 nanomet của TSMC, được quảng cáo là cải thiện 30% hiệu suất và giảm 20% mức tiêu thụ điện năng, nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi, hãy cùng gõ tên con chip đó lên màn hình. Snapdragon 810 ra đời đã khiến không ít hãng sản xuất điện thoại Android chảy túi. Samsung là một trong số ít những nhà sản xuất Android tránh được nửa tái kiếp. Vì sao lại gọi là nửa tái kiếp? Bởi vì Samsung Galaxy S6 khi đó có hai phiên bản, một phiên bản sử dụng Snapdragon 810 và một phiên bản dùng Exynos 7420 tự sản xuất. Galaxy S6 chạy Snapdragon 810 không thoát khỏi số phận nướng máy, nhưng phiên bản dùng Exynos 7420 lại bán chạy như tôm tươi. Samsung Galaxy Note 7 không trở thành niềm hy vọng của làng chip Android thời bấy giờ, còn Meizu năm cũng nhờ đó mà hưởng lợi. A7 đánh dấu một đỉnh cao của dòng chip A và cũng là một bước ngoặt của Apple. Đây là con chip cuối cùng trong dòng A đạt hiệu suất tăng gấp đôi. Sau A7, dòng chip A của Apple bắt đầu dựa vào việc tăng số nhân, nâng dung nhịp và cải thiện quy trình sản xuất để nâng cao hiệu năng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất chip. A7 là con chip cuối cùng được Samsung độc quyền gia công, hợp tác giữa Samsung và Apple trong mảng vi xử lý đã dần đi đến hồi kết. Apple lúc này đã tìm thấy một đối tác trung thành hơn, TSMC. Trong sự hợp tác giữa TSMC, Samsung và Apple, một cột mốc quan trọng của Apple cũng dần lộ diện, iPhone 6. Những cuộc đấu trí đằng sau iPhone 6 là gì? Apple đã từng bước chia tay Samsung trong mảng chip ra sao? Và từ dòng iPhone nào Apple bắt đầu vắt sữa công nghệ? Mời đón xem trong phần tiếp theo.